Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, các thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra. Hải Phòng cử đoàn y bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm của các bệnh viện hạng nhất chi viện cho Đà Nẵng. Sơn La xử phạt trường hợp không chấp hành cách ly y tế tại nhà. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đập chắn nhà máy tuyển quặng ở Yên Bái. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay đặc biệt diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chống dịch Covid-19. Chúng tôi xin lưu ý quý phụ huynh và thí sinh về quy định khi tham dự kỳ thi này. Một trong những điểm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay chính là việc phòng chống dịch Covid-19. Hà Nội yêu cầu các thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang, nhưng trước khi vào phòng thi phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra. Tất cả các thành viên của ban vận chuyển và bàn giao đề thi đều phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi bàn giao đề thi cho điểm thi. Thực hiện đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ và chấp hành công tác phòng chống dịch. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng dân cư tăng cao, số học sinh ngày càng lớn gây áp lực cho các thành phố lớn, nhất là thủ đô Hà Nội phải gánh sĩ số lên tới 60, thậm chí là 70 học sinh trên một lớp đã trở nên phổ biến ở nhiều trường. Đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học tới thì làm sao giảm được sĩ số đang là trăn trở của ngành giáo dục thủ đô. Nếu không, việc triển khai chương trình sẽ khó hiệu quả. Tiết học thử nghiệm sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới tại trường tiểu học Đông Thái. Để chuẩn bị cho tiết học này thì sĩ số của lớp được giảm đi 2/3 so với hiện tại. Nếu mà trong 35 học sinh thì học sinh sẽ được làm việc nhiều hơn và cô giáo cũng có thể đi tương tác nhiều hơn đối với học sinh. 35 là sĩ số tối đa theo quy định để thực hiện chương trình mới. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn về trường lớp nên đa số các trường tiểu học ở Hà Nội chỉ có thể cố gắng không vượt quá 50 học sinh một lớp. Để tránh tình trạng vượt khung thì trường tiểu học An Hưng phải giảm 2/3 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, tức là chỉ tuyển 220 so với 320 như những năm trước. Đặc biệt là vấn đề thức ăn thực ở, bởi vì khu vực này là dân cư rất là phức tạp. Thế và chúng tôi sẽ điều tra cái đấy rất cụ thể, rõ ràng. Nếu như những cái trường hợp nào mà không đúng thực ăn thực ở thì chúng tôi cũng sẽ phải từ chối sơ. 4 năm trở lại đây, Hà Nội triển khai tuyển sinh theo trực tuyến. Điều này đã giúp giảm đáng kể việc học trái tuyến, dẫn đến quá tải sĩ số ở nhiều trường. Tuy nhiên, do tư duy chọn trường, chọn lớp vẫn cố hữu trong một bộ phận phụ huynh, nên việc học không đúng tuyến vẫn xảy ra. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm chỉ đạo trong phòng chống dịch là phát hiện nhanh, cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm ngay. Tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm. Đồng thời Hà Nội cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để đi kiểm tra công tác phòng chống dịch. Hạn chế tối đa lây lan dịch trong cộng đồng, các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh. Hải Phòng đã nhanh chóng thành lập và cử đoàn bác sĩ điều dưỡng tình nguyện vào chi viện cho Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Đoàn công tác này được thành lập trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ với các bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm từ các bệnh viện hạng nhất của Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin chi viện, Sở Y tế Hải Phòng đã phát huy tinh thần phòng chống dịch cao nhất, ủng hộ cho các tỉnh thành phố là tâm dịch. Trong chiều mùng 4 tháng 8 đã có rất nhiều cán bộ nhân viên y tế gọi điện nhắn tin xung phong đi trong đợt 1. Trong đợt này sẽ có 9 bác sĩ, 24 điều dưỡng tập trung vào các chuyên ngành về nội hô hấp, hồi sức cấp cứu chi viện cho Đà Nẵng. Có thể nói là trong quá trình gấp gáp nhưng mà anh em với một cái tinh thần rất là tình nguyện và rất là phấn khởi được đi chi viện cho Đà Nẵng, được đi giúp các bạn ở trong đó. Anh em đã chuẩn bị quân tư trang rất nhanh chóng, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn thành phố đã tập trung tất cả các ông chí lãnh đạo để động viên, cùng với lại bố trí tất cả những phương tiện, đặc biệt là những cán bộ được đi bằng máy bay. Và trong đó chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng sẽ trực tiếp sẽ bố trí xe đón ở sân bay của Huế. Thế và chúng tôi cũng đã bố trí làm việc với lại thành phố để bố trí các cái xe để chở 400.000 khẩu trang, và trong đó để giao cho Quảng Nam và giao cho Đà Nẵng. Đại đa số anh em đi trong đoàn lần này thì đều là những người có kinh nghiệm từ các cái khoa truyền nhiễm, khoa hồi sức, rồi thì là các khoa hô hấp thì cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch. Chúng tôi đã được bệnh viện cũng như là tất cả các khoa chức năng đã tập huấn cho anh em rất là tốt. Cho dù là trong môi trường ở Đà Nẵng hay là ở ngoài phòng thì cái nhiệm vụ chống dịch là giống nhau, dịch lây lan là giống nhau và chúng tôi đã được tập huấn rất là kỹ càng. Ngoài nhân lực, thành phố Hải Phòng còn hỗ trợ Quảng Nam và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành phố 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang y tế. Ngay sau buổi gặp mặt, đoàn cán bộ y tế của Hải Phòng do Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Anh Cường dẫn đầu đã lên Hà Nội để bay vào Huế, sau đó tới Đà Nẵng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Sa Quốc Tê, sinh năm 2001, trú tại phường Chiềng Lề, về hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền, với số tiền là 2.500.000 đồng. Trước đó, Sa Quốc Tê di chuyển từ địa phương có dịch về thành phố Sơn La vào ngày 30 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chiềng Lề đã ra quyết định thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với Sa Quốc Tê trong thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 3 tháng 8, Sa Quốc Tê đã tự ý rời khỏi nhà. Thưa quý vị và các bạn, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 cho đến nay, trải qua hàng trăm ngày đêm nắng lửa, mưa tầm, tông lốc và giá lạnh, nhưng gần 2.000 tổ chốt với 7.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và gần 3.000 người thuộc các lực lượng khác vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, ăn núi ngủ rừng nơi đường mòn lối mở để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong mùa đại dịch Covid-19. Thời gian gần đây đã xuất hiện gia tăng tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên tuyến biên giới phía Bắc. Đối tượng dùng mọi thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại như Facebook, câu kết với nhau, lập đường dây đưa đón, lợi dụng đêm tối, đường mòn lối mở, sông suối, biên giới nhập cảnh trái phép vào nước ta với nhiều mục đích khác nhau, nhưng không thể thoát khỏi lưới mắt của nhân dân và đội hình siết chặt của bộ đội biên phòng, đặc biệt trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đồn biên phòng Ba Sơn đã cử cán bộ chiến sĩ của đồn thành lập các chốt phối hợp với dân quân, công an của cả ba xã thành lập các chốt để ngăn chặn, thu dung các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đối tượng hám tiền, coi rẻ mạng sống của bản thân, của gia đình và cả cộng đồng để tiếp tay, câu móc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta trong mùa đại dịch Covid-19 là đi phá vỡ sự bình yên của đất nước trong những ngày qua. Vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong phòng chống dịch thì chúng tôi xác định là hết sức là quan trọng. Thì chúng tôi lãnh đạo Ủy ban tỉnh thì cũng đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền của cơ sở, đặc biệt là đối với những cái xã, cái thôn giáp biên thì cũng các cái ban ngành đoàn thể thì có cái hỗ trợ về vật chất, phối hợp về tăng cường lực lượng để phối hợp với bộ đội biên phòng để làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính từ đầu tháng 1 năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công gần 10 chuyên án, khởi tố 41 vụ với 81 đối tượng người Việt Nam có hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng thụ lý theo thẩm quyền, xử phạt vi phạm hành chính gần 2.000 người, đưa trên 30.000 người đi cách ly phòng chống COVID-19 theo đúng quy định. Để đấu tranh hiệu quả hơn nữa, thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là làm tốt công tác điều tra cơ bản để triển khai rà soát toàn diện các cái địa bàn trọng điểm, xây dựng cái lực lượng, tổ chức tăng cường, trang bị phương tiện kỹ thuật để kiểm soát, kể cả là kiểm soát cái việc mà các cái đối tượng sử dụng cái điện thoại di động rồi sử dụng mạng xã hội. Với những cái quyết tâm thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cùng với các cái lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân cương quyết là ngăn chặn hiệu quả hơn về cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang bước sang giai đoạn mới và nguy hiểm, để ngăn chặn dịch bệnh và nạn nhập cảnh trái phép thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân, như thế mới ngăn chặn triệt để những mầm bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta. Do mưa lớn kéo dài nên đập chắn Trần Hố Lắng bảo vệ môi trường đập cấp 4 của nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã bị sạt lở, khiến những hộ dân sinh sống phía dưới khu vực khai thác lo lắng không yên. do mưa lớn kéo dài, đập chắn chân hố lắng bảo vệ môi trường là đập cấp 4 của nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 bị sạt lở. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức đã tổ chức khắc phục, đồng thời cam kết với chính quyền và người dân địa phương sẽ khắc phục sự cố theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Lo chứ. Đấy, nhìn cái đồi kia này, nếu mà sụt xuống thì nhất nhà tôi với nhà đây, nhà bên nhà Nguyệt Kiên đây này. Đấy, là lo nhất này. Nó ở đây nó giáp cái luồng này. Vâng. Và đây nhìn thấy kia sợ to nước rồi đất nó cao hơn mình ấy. Ngày 5 tháng 8, khi phóng viên có mặt tại hiện trường đã ghi nhận việc khắc phục sự cố của Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức chỉ là tạm thời. Doanh nghiệp đã đào một đoạn rãnh phía bên phải thân đập để cho nước thoát xuống phía dưới và dùng bạt dứa để che vị trí sạt lở. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2018, tại đây cũng đã xảy ra sự cố sạt lở khiến đất đá từ khu vực khai thác của nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 tràn xuống, vùi lấp nhiều diện tích lúa và ao cá của các hộ dân, khiến toàn bộ diện tích đất trồng lúa ở đây bị hủy hoại, đến nay vẫn không thể canh tác được. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 367 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng và quyết định số 12/2015, quyết định số 04 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng Nguyễn Tu sẽ được thu hồi và cấp đổi lại. Tuy nhiên, trong quá trình cấp đổi, các địa phương không thực hiện đồng nhất cách làm dẫn đến khó khăn, thậm chí gây bức xúc cho người dân, đồng thời làm chậm tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận của địa phương. Trên địa bàn tỉnh, có hàng chục nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo dự án đo đạc V-Lab. Thế nhưng, có tới hàng nghìn giấy chứng nhận trong số đó đã cấp mà không thể trao trả cho dân. Thậm chí, nhiều địa phương cũng không thể dùng số liệu này để cấp mới, cấp đổi cho dân. Nguyên nhân là do số đo của dự án sai lệch với số đo cũ. Nếu mà gia đình đo đạc thì tôi so một cái đơn đăng ký đề nghị, một là trên trình văn phòng về đo đạc, hai là đo đạc công ty ngoài. Đấy, tôi đã soạn hồ sơ chuẩn bị. Thế kinh phí thế nào? Kinh phí này thì bên công ty người ta thu. Khi đơn vị VietGAP đã cấp được một số rồi, còn một số trường hợp tồn đọng lại thì là do vấn đề đo không đúng mốc giới, không đúng vị trí. Tôi sẽ phối hợp với cả bên đo đạc chỉnh lý lại ban đầu. Nào mà đủ điều kiện để xử lý dôi dư thì sẽ đề nghị xử lý dôi dư. Trường nào không đủ điều kiện xử lý dôi dư thì yêu cầu gia đình đo đạc lại, ra trả lại, giám sát quản lý khoảng 2-3% đo đạc lại. 4 địa phương được thụ hưởng dự án đo đạc cuối năm 2019 là Ân Thi, Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào thì còn gặp khó khăn khác. Một phần là các đơn vị đo đạc bỏ dở, không về hoàn thiện, trong khi số đo cũng bị sai lệch nhiều. Văn Giang là địa phương được các đơn vị đo đạc bàn giao xong số liệu, nhưng cũng rất loay hoay mỗi khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi đã nhận được cái tài liệu bàn giao của đơn vị tư vấn, đó là hệ thống bản đồ mới. Về cơ bản thì đối với địa bàn huyện Văn Giang thì khi đo đạc lại bản đồ thì đều có sự thay đổi. Có những thửa đất thì tăng lên, có trường hợp giảm đi. Cấp giấy nhận thì là đối với mỗi hồ sơ thì khi kiểm tra thì sẽ phải đối chiếu với cả hệ thống bản đồ cũ và bản đồ mới. Đối với phần diện tích nếu mà có thay đổi thì sẽ duyệt. Theo các địa phương thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Thậm chí, nhiều nơi còn tới hàng nghìn giấy chứng nhận đã cấp đồng loạt theo dự án nhưng không thể cấp đổi được cho người dân do thừa diện tích so với cấp giấy chứng nhận cũ. Nếu muốn cấp đổi, buộc phải thu hồi giấy chứng nhận mới, sau đó tiến hành đo đạc xác định lại diện tích, vừa tốn kém, vừa phiền hà và mất thời gian. Sau vải thiều năm 2020, lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tự tin đưa quả nhãn tươi tiếp cận các thị trường cao cấp như châu Âu, Australia và Singapore. Hiện nhãn đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, các mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt yêu cầu các thị trường khó tính. Gia đình ông Nguyễn Văn Phú ở thôn An Mô, xã Lê Lợi trồng 9 sào nhãn và đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Trong những ngày này, gia đình ông cũng như một số hộ trong vùng sản xuất nhãn VietGAP được chọn thực hiện quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để quả nhãn đảm bảo chất lượng quốc tế xuất khẩu đi Australia, Singapore, Mỹ. Hiện vườn nhãn của nhà ông Phú đã được đánh giá chất lượng cấp mã số vùng trồng sẵn sàng cho việc xuất khẩu. Từ trước đến giờ ấy, thì thực hiện theo mô hình VietGAP là đã được 4 năm. Mỗi năm ấy, thì nó vẫn bán theo mô hình là bán cho thương lái. Tôi rất hy vọng là cái thị trường xuất khẩu đi nước ngoài sẽ được ổn định và giá cả sẽ cao hơn để tăng thu nhập cho bà con. Ở Hải Dương, nhãn được trồng tập trung tại các xã phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Lê Lợi và Hoàng Hoa Thám của thành phố Chí Linh với diện tích khoảng 673 ha. Năm nay với việc xuất khẩu được tới các thị trường khó tính, người nông dân hy vọng những quả nhãn được trồng đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ được nâng cao giá trị. Những mọi năm là những các tư thương họ vào họ sẽ không, giá cả nó không ép giá, sẽ không được giá như các công ty xuất khẩu. Nói chung là hoa quả mà xuất khẩu được sang nước ngoài là tốt hơn. Thế năm nay thì công ty Rồng Vàng họ cũng đang đến để chuẩn bị ký kết là xuất khẩu sang nước ngoài. Thời gian qua, đối với các vùng trồng được cấp mã số để xuất khẩu, Chi cục Bảo vệ Thực vật Hải Dương đã hỗ trợ tập huấn cho nông dân cách chăm sóc nhãn, phun thuốc bảo vệ thực vật và giám sát việc phun thuốc. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Thực vật chúng tôi tập trung chỉ đạo về vấn đề kỹ thuật, thế rồi hỗ trợ về cho bà con quy hoạch vùng này, thế rồi sản xuất theo quy trình VietGAP và đặc biệt là cái công tác phòng trừ sâu bệnh theo đúng các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cho cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 2.100 ha nhãn, sản lượng dự kiến năm 2020 đạt trên 10.000 tấn. Năm nay tỉnh có hơn 50 ha nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 4 vùng trồng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Ước tính năm nay Hải Dương sẽ có khoảng 250 tấn nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Hiện nay, một số doanh nghiệp đang thu mua nhãn để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển. Thưa quý vị và các bạn, từ một huyện khó khăn nhất tỉnh, sau 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tháng 7 vừa qua, huyện Phù Cừ đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã ở huyện Phù Cừ chỉ đạt 5,1 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 chỉ đạt 17,4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 9 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã huy động được trên 4.300 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa. Trong đó, cộng đồng dân cư và người con quê hương Phù Cừ đang sinh sống học tập trên mọi miền Tổ quốc, đóng góp trên 325 tỷ đồng. Người dân các địa phương trong huyện đã hiến trên 58.300 m2 đất ở, trên 180 ha đất nông nghiệp, phá rỡ trên 2.000 m tường bao và công trình phụ để làm đường. Đến tháng 7 năm 2019, 13 trên 13 xã của huyện Phù Cừ đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong những năm qua thì Đảng ủy, Ủy ban xã tập trung vào cái chỗ nào trọng điểm chứ không dàn trải. Ví dụ chẳng hạn năm nay làm được cái tuyến đường này thì làm dứt điểm, sang năm làm tuyến đường kia chứ không làm lắt nhắt. Thế thì từ đó là cái việc mà cụ thể hóa các cái nghị quyết của Đảng ủy mà Ủy ban xã ra cái kế hoạch giao cho từng bộ phận một để thực hiện có hiệu quả. Điểm đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Phù Cừ là nhiều tiêu chí đạt được, những kết quả nổi bật trở thành điểm sáng của tỉnh Hưng Yên như phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, xây dựng mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương lân cận cũng như giao thông nông thôn đồng bộ và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đã đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%. Diện mạo nông thôn mới của vùng quê này đang hiện hữu mang dáng dấp rất đặc trưng của miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Nếu mà nói về sự đổi thay của quê hương thì không có cái gì có thể diễn tả nổi được. Vì nó quá lớn, tưởng như một giấc mơ. Đời sống nhân dân thì trước đây thì phải đi vay từng bát gạo. Đến bây giờ thì mình có quạt điện, đời sống gia đình hầu như nhà nào cũng có vài ba xe máy, chứ không nói xe đạp. Những ngày này, người dân Phù Cừ đang phấn khởi chuẩn bị cho lễ đón chuẩn huyện nông thôn mới và Đại hội Đảng bộ huyện khóa 26. Những kết quả đạt được chính là tiền